Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. Thứ 3 trong buổi tối ngày hôm nay ở kèo cung đơn sen. Tạm thời thì Chim Sẻ Nắng và game thủ Anh Huy đang dẫn trước với tỷ số là 2-0 trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta cần 2 chiến thắng nữa để có thể đến với kèo AC. Ý, chưa nghe thấy gì. Nhiều quá các cú ơi. Hai voi dành cho anh thủ Chim Sẻ Nắng và một bầy hiêu đầu rất to. Quả đầu thì hơi đáng tiếc khi mà chỉ có 6 cây thôi. Giờ phải đi tìm rừng. Cảm ơn Đình Nguyên BDS Thái đã gửi tặng Chim Sẻ Nắng 50 sao. Cảm ơn Hoàng Lượng đã gửi tặng sao cho game thủ Chim Sẻ nha. Voi được đưa về vào đây sẽ là vị trí đóng quét đầu. Hõm luôn anh em ạ. Thơm như muối mít. Một bài đấu đang khá là đẹp dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng ở trong trận đấu thứ 3 này. Với một bài đang có được hai voi và một bầy hiêu đầu. Đánh theo kiểu ăn thịt có hiệu trước luôn, quả đầu 6 cây. Đánh rừng hơi mỏng một chút. Làm vòng đi dò thôi. Anh em cho xin một like, nút chia sẻ vào livestream em ơi, cả nhà mình ơi. Tránh quyết chọc nha, hello anh em. Đây sẽ là con voi tiếp theo, con voi thứ hai được đưa về dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng ở trong trận đấu này. Ở đưa con voi này về thôi. Kênh sẻ toàn các bot BDS luôn nhỉ. Bot BDS là gì anh? Rồi, chốt hai đây cho kín luôn. Mặt máy của game thủ anh Huy. Và như vậy là có hiêu có voi báo về anh Bắc Binh rồi nha. Được. Đưa 5 con hiêu này về, hai voi. Quả đầu thì là 7 cây ấy, từ game thủ anh Huy đây rồi. Và thế bài cũng đang khá là kín đáo anh em ơi. Giờ doanh nghiệp có like không phải ơi? Có bạn ơi. Có livestream và mình bình luận luôn được chưa ạ? Cho anh em thoải mái luôn. Bot bất động sản là bot gì anh em? Anh em giải thích khó hiểu chứ nhờ? Chùm là BOSS chứ. Đúng không? Đấy, ông này ghi là BOT mà. Rồi đưa voi về. Bài Huy thì đôi voi bầy hiêu mỏ quả mắc binh đây rồi. Anh Nhất Tây. Đây anh inbox cho em nha. Em hỗ trợ anh. Đó, giải quyết con voi này. Đây sẽ là con voi được đưa về đây anh Huy. Nhưng mà tơn con voi quay đầu rồi. Bài Huy mắc binh rồi. Đánh nhà luôn đấy. Huy đang rất tự tin trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn anh Đinh Nguyên nhá. Rồi con voi được đưa về rồi. Và chuẩn bị thiết kế chiếc BS thứ hai tới anh Huy. Cứ bình tĩnh thôi, không bị gì phải vội anh em ạ. Thịt đây. Quả đầu còn đây. Đây là máy của sẻ. Bài Huy mắc binh đang xem máy sẻ thế nào. Bài sẻ thì đang có voi hiêu ngay từ đầu rồi. S2 được thiết kế tại một cái rừng thông nữa. Cũng rất là đẹp mắt. 4 voi cơ. Đang kéo dân đi ăn cái gì kia. Hình như là quả phụ. Đúng là như vậy. Cả hai bài đều rất mắc binh ở trong trận đấu này. Bài đấu đẹp. Và nhìn thấy bài của sẻ gần màu 2 nhá. Sẻ long nhá. Liệu rằng anh Monkey có đi dâng A nữa không anh em nhở? Sẽ chúc mừng sinh nhật Hải nhé. Hải nào chứ. Nay phải sinh nhật em đâu. Với một bài đấu như thế này thì theo anh em kết cục nó sẽ như thế nào ạ? Chỉ có thể là cừ. Phá cầu hai voi dành cho anh cụ Chim Sẻ. BB thiết kế luôn. 24 dân à? Đánh có 24 dân trận đấu này thôi. Và bắt đến với trận đấu này thì chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ Mukombe, một đơn vị đang kết hợp cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng ở Việt Nam. Không chỉ có mỗi sản phẩm dành cho người lớn, Mukombe có nguyên một combo đầy đủ cho cả nhà anh em nhé. Như là đau đầu, đau lưng thì có dầu gió, cảm ho thì có viên tinh dầu Mukombe Shop Cap. Còn nghẹt mũi thì có loại Mukombe Spray là dành cho người lớn với bé trên 12 tuổi. Còn bé hơn, nhỏ hơn nữa thì có Mukombe Spray Baby và Mukombe Drop dạng xịt. Dạng xịt và dạng nhỏ, tất cả nhà thuốc đều có bán hết. Nên là anh em cứ vào nhà thuốc hỏi. Nếu thể chắc ăn thì cứ tra địa điểm bán trước nhé. Tôi có ghi ở phần bình luận, anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi ở phần bình luận để có thể tìm thêm một vài địa chỉ bán các sản phẩm đến từ nhà chợ Mukombe. Và rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và như vậy đây sẽ là chiếc nhà BS thứ 3 dành cho cái thủ Chim Sẻ ở gần với BA, đóng cao luôn. Vòi về rất là đẹp rồi. Anh em ơi, anh em góp tiền đi chữa điếc cho Hải Mõm đi, để Tết các cháu còn đòi tiền lì xì. Điếc thế này, Tết đến các cháu hỏi tiền lì xì thì bác lại bảo là chưa nghe thấy gì.
cay ghê. Vâng, làm vài bóng ruộng trên nhà BG này. Và sau đó tăng A đối hướng nóng A sẻ thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy nó là một hướng đánh theo kiểu và công tổng lực luôn rồi. Tất sờ tay anh em nhá. Ở mặt dãy nhà thì sẽ căng ngang một dãy nhà BE, mà nếu như bị màu 4 bắn vào, à xin lỗi, bị màu màu 3 Monkey bắn vào thì gọi huy sức thằng cứu. Bởi vì huy sức kiểu gì chả nóng A hướng ra mặt này. Rồi có cái chấm màu 2 là đi ngược từ nhà Huy sang này. Đây là BA thứ 3. Đóng A này trong đội bạn đi dâng A luôn xong. Tìm Huy đấm sụng ngất Huy. Dạo này Facebook bị lỗi anh em, bị mất hết thông báo. Các bạn thấy hôm nay view đang có vẻ là hơi thấp đúng không anh em? Anh em toàn báo mất thông báo đấy, hơi khó hiểu. Vâng, 29/32 là tham lai tại đến đủ chim sẻ nắng nâng cấp chặt gỗ 2 và kéo dân ra để có thể khai thác thêm mỏ quả ở đây. Ok anh em vui lòng chờ mình trong giây lát nha, có một chút sự thay đổi xíu. Ok ok, xong ngay. Rồi, đây như vậy, đây là nhà của game thủ Sẹt Long và Sẻ bắt đầu công vào nhà đối phương. Và đây là nhà BA bên phía bạn. Sẹt Long lại đi quân về sát mép bản đồ 6 giờ thì nghe hơi ảo quá. Không, bầu 3 dâng à, biết ngay. Bắn thẳng nhà đây rồi nhá. Bài đánh 4A tới game thủ chim sẻ. Và bài màu 3 cũng là bài đi dâng của 3A thôi. Tham lai ở số là 40 bắn em ơi, hộ cái. Đấy rồi, màu 2 lên nhà Sẻ đây rồi. Một bài đánh 24 dân cộng 1 tới từ cái thủ chim sẻ nào vẫn đang bị hai nhà chơi vào, nhưng chúng ta vẫn là bài đấu lên đời sớm hơn và có được những con cung rờ để chơi với cái thủ Sẹt Long ở trong trận chiếu này và đang bắt đầu có được lợi thế từ cái thủ chim sẻ. Nhưng bầu 3 vẫn là có tình huống đứng sau rừng tỉa khá là khó chịu. Huy sức sẽ là người phải kê màu 3, nó lại vào đấy đâu rồi. Và màu 2 kìa, em gặp màu 2 giữa bản đồ sẻ. Màu 2 bên kia, cái bên kia. Và đang cung rờ cũng như nông dân ăn hoa bên phía đối phương. 48/56 là tham gia hiện tại dành cho cái thủ chim sẻ nắng với bài 4 nào. Mình đang kê nhà trước người cầm bóng 3 và kê đường đi quân của cái thủ Sẹt Long nữa. Huy sức bên này tham gia là 50. Bài đánh chắc nhà đấy, cái thủ anh Huy và đang thủ nhà cho cái thủ chim sẻ nắng. Và hai anh em thi nhau đưa quân R xuống dưới dốc thế này. Điều thôi. Điều R giữa cái thủ anh Huy và cái thủ Monkey. Tham gia Huy là 52/53. Đang dồn thêm quân sang mặt bên này để có thể đấu quân với người cầm 3, giảm áp lực cái thủ chim sẻ nắng. Ruộng đường đang rất nhiều cái thủ anh Huy. Phải gom quân lên thật đều. Con cung đến bóng phải đưa ra phía sau. Huy quân thua màu 3, màu 3 lại lao vào nhà Sẻ. Huy đang bắn ở phía sau, 7E đi. Và 7E lỗi đến từ game thủ anh Huy và Sẻ đang bị hit đang dần rất đau. Sẻ bên này đang 7E để ăn quân của anh thủ Sẹt Long. Và có đen ruộng ra cho Sẻ vào, cho Huy vào không. Vâng, bắt được rất nhiều cung rờ của Sẹt Long tới từ game thủ chim Sẻ. Timeline là 41. Và Huy sẽ thủ trong nhà cho game thủ chim Sẻ nắng. Còn Sẻ sẽ công lên nhà Sẹt Long. Sẹt Long sắp không chịu được Sẻ nữa rồi. 40/68 là thăm lại tại dành cho game thủ chim Sẻ. Ở đây tôi nhìn thấy là có hai cái BA của game thủ Sẹt Long nữa. Và ông Huy đang bảo sẽ phá BB để cho Huy công một cái, à xin lỗi, Huy cứu một cái dễ hơn, dễ dàng hơn. Đây là game thủ anh Huy với timeline đang số là 56/64. Và 7E không thành công đến từ game thủ anh Huy và đang đánh đuổi người cầm màu 3 bên các bạn. Và tiếp tục một thế trận mà Huy được đưa về thế khỏe nhất map. Rất khỏe từ anh Huy, gỗ 2 cho em. Và Huy vẫn đang chặn gỗ 1, chưa có gỗ 2. Đây là cung đường cầm 3. Bắt hết trong nhà hộ game thủ chim sẻ nắng rồi. Đây là máy của game thủ chim sẻ với timeline đang số là 35. Và đây là nhà BA bên phía đối bạn. 4A của cầm 3. Sẻ chỉ đang phải đưa quân ra nhà BA của 3 để có thể khóa BA bên phía đối phương. Huy phải tách một tên đi quản nhà cầm 3 bên phía đối bạn ngay. Bây giờ chỉ loanh quanh đứng thủ nhà chim sẻ nắng thì chưa đi quản. Đội bạn được đi gánh Huy màu 3 vẫn còn quân trong nhà chim sẻ. Để bài đang khá là xấu. Lần này là xin thịt 100% nhá. Và bơm phải bơm đúng màu 6 nhá. Huy khỏe rồi, Huy cứng nhà rồi. Và như vậy là sẻ đang gọi Huy đi ốp Sẹt Long ở trong trận đấu này.
Timeline là 31, sẽ mất tham. Và Huy sẽ phải đi cùng với game thủ chim sẻ nắng để ôm nhà xe long đó trên 12 giờ em ơi. Đâu, đang bảo ôm thằng, đang bảo cái tơ đi quả thằng 3 ấy. Đây, đây, đang đấu quân long đây rồi. Đang nhà 12 đây, chơi. Bắn đi. Tàn quân, điều quân, vậy đi. Vậy đi. Rồi, kết thúc trận đấu đi. Nhanh. Vâng, phải ôm xe long trong tình huống này. Lên. Tham lai là 70 tới từ game thủ anh Huy và chúng ta đã tràn được nhà BA bên phía đối bạn rồi. Bò ba đang kéo quân về thủ tất tay. Đây, đang lên, đang lên, đang lên. Vâng, bắn được 3 đi kia. Rồi, rồi, đấu quân đi công. Đi công của Huy đang phải lùi lại đến từ game thủ anh Huy. 64/84, đó là thằng này tại như em sẽ bắt đầu phải lùi quân rồi. Đây là máy của game thủ chim sẻ với tham lai là số là 25 thôi. Tại bên trong móc máy nhà game thủ xe long sẻ cũng đang mất tham. Hãy nhớ rằng như thế này thì xe long đã yếu và Huy vẫn đang khỏe nhất bản đồ. Giải tự tin với thao tác của anh Huy trong buổi tối ngày hôm nay. Đang cố gắng ăn quả để có thể hồi lại cho chim sẻ và xe long đã bay hết ruộng mình rồi. Sẻ đang bắn ở cả ruộng chính và ruộng của đối phương. Những con cung đờ sẻ cần phải chạy ngay nếu không có ba sẻ bắt mất. 20. Đó là tham lai của game thủ chim sẻ nắng rồi, màu ba chắc chắn toàn sẻ rồi. Vãi nồi ông màu ba để dâng ngang vẽ ruộng nhà cay ghê. Không coi ai dâng ngang vẽ ruộng nhà kìa các bạn kìa. Đây là Huy với tham lai là 73, lượng quân mà hai nhà đội bạn tích được sẽ là rất đông đấy. Bây giờ Huy mới đang bắn ruộng của đối phương, bắn gỗ đội bạn. Tân đầu trong thủ, tân hai đi tách một tơn đi quản, một hai kể cả là hai con cũng được. Sẽ bắt tay có phải chạy loạn xạ ở nhà lên. Làm sao nhiều quân như thế này được. Vâng, tập này Huy sẽ tập trung ở nhà và sẽ những người đi quản đào vàng đi cu. Có 2-3 dân đào vàng đi, lên đồng máu. PC đóng từ bao giờ rồi, lên chưa? Đào vàng Huy đâu nhỉ? À đây, tận trong này, bây giờ bắt đầu đào vàng đi Huy kìa, quân kìa. Tập trung đứng nhà thôi, tăng A xong châu quân lên. Tham 77 đi anh Huy rồi, đội bán bắt đầu di chuyển về phía nhà Huy và khả năng cao đối phương sẽ cùng tấn ốp Huy dứt ở tình huống này đây này. Đang nói một chim sẻ. Sẻ tham lai là 20 và đang bị xe long quản chặt lại trong trận đấu này. Đây là màu 3 đây. Huy vừa bắn qua màu 3 một nhịp rồi. Màu 3 trận này vẫn khỏe lắm. Nó giữ được nhiều dân đấy. Đấy, Huy chưa đặt được nhiều dân màu 3 đâu. Sẻ tham lai 20 thôi. Đang quản màu 3. Bên này thì Huy tham lai là 80 đang ốp nhà bia đi dâng của đối phương. Và bắt quân đội bạn. Đúng bắt quân màu 3 đốt A đối phương đi thôi. Đỡ to ra. Giờ con xe long thì nó tăng cái BA nữa không? Được cái khỏe quá kìa. Vâng, cũng thêm nhà chính đến từ game thủ anh Huy. Tận BA tiếp theo thì Huy đã đóng lên mặt mạng bên phải. Bên trên dốc 8x đó là tham lại tại anh Huy. Tham lại chúng ta vẫn đang rất đè, cứ bình tĩnh thôi. Xe long chỉ 41 dân thôi. Đây, nó bắt đầu đi ốp em này. Giật giật quân về đi. Nó ốp này, ốp tận cuối đấy. Lùi dân lên, lùi dân lên dốc đi. Đây là tận ốp cuối phía đối bạn. Quan trọng là Huy sẽ có thủ được tận này hay không. Chú ý tận quân kéo về nha. Lên cả BC đến game thủ anh Huy để dân quân bên trong. Ở đứng đây. Bán. Và quân Huy bắt đầu kéo về, nở thêm một tên nữa là mình nghĩ vẫn đỡ thoải mái thôi. Đừng cho lọt về em đi. Huy lại đem BC nhỉ. Và mình nghĩ giật về bên phải được mà lọt cho hai con vào rồi, hai ba con rồi. Bắn hết tên này đấy, sẽ lọc ít quân lắm, không gì đâu. Cho nó vào cho đỡ phải đi, đỡ phải bắt, à, đỡ phải đi tìm. Tách vào bên trong, bắt trong nhà đi. Và trong nhà ngoái mất tay em đấy. Nào. Mới qua bên trong này thôi. Tham lai đợt số là 80 tới đuổi Huy, mà tham lai là rất to ở trận đấu này. Còn bóng 2 đang dồn thêm quân lên. Để lại quân nhà BA nữa kìa. Kéo hơi nhiều vào trong rồi. Rồi nở thêm tân mới ra để đuổi Huy mà lại chỉ có 2 con nở ra đấy. Rồi bắt hết đi. Bắt hết trong nhà vẩy e đi. Vâng, 74 là tham lại hiện tại dành cho đội của anh Huy. Em ơi, em về ruộng ở BG 6 giờ đi. 6 giờ em đang có nhiều dân. Kế nhà chính 6 giờ ấy. Đấy, về ruộng đi. Thằng đoàn ra luôn cho nhanh, cộng lại PC mới. Rồi, thủ nhà thoải mái nhá. Xong lại dân và cơ cấu lại ruộng. Bán. Nâng cái đầu chó lên em ơi. Sắp thêm tầng một nữa đến từ đội của anh Huy. Đeo máy chim sẻ. Cái nhờ. Cứ xa quay sang thì ôi bị sứt thế này để yên nó đánh. Đang thủ nha. 20 đến từ game thủ chim sẻ. Khổ lắm rồi. Xe long nó quản rồi. Dãy đấy lên này.
Và tham 18 thì đủ chim sẻ ăn bấy hiệu này liệu cũng bị xích không ta? Có thêm 5 con hiệu đây nữa để cho chim sẻ nắng có thể khai thác vào cơ cấu hồi lại. Đây ăn máy của game thủ anh Huy. Nó còn 2 cái sao chứ? 2 hay 3 cái? 3 cái. Đã đốt ra rồi. Rồi bung thêm nhà chính đến từ game thủ anh Huy. Bò kín lại nhà đi, chỗ cái dãy bè của em đấy vẫn có một cái hở nhá. Xét long không nhiều dân đâu mà bị xẻ ăn nhiều dân lắm rồi, nó lại vào kìa. Bò kín lại đi. Rồi, bên kia vẫn hở, dốc bên kia. Dân nó sắp đi thẳng vào trong nhà được đây, đấy. Bỏ rừng này luôn đi. Chỉ chuyển dân ăn gỗ rồi, tam lai là 87. Đồ đi. Đồ thì có. Đồ có đồ. Đây. Cụ kẻ đi. Và tham lai 94 dành cho game thủ chim sẻ. Bò mới, ai xin lỗi dành cho game thủ anh Huy. Nốt hết A rồi bạn thôi. Đánh đi trận 3 rồi mới thấy thông báo đúng không anh em? Đây Facebook kiểu bị mất thông báo anh em ạ, hơi khó hiểu. Vì tham lai là 1 lít ở trận đấu này rồi, nốt nốt BA vào 3. Thả vàng ngồi gây dây vài năm 9 giờ em ơi. Kinh 9 giờ. Em kích trượt có tân dân ăn gỗ ở bên BA kìa, bên gần BA. Dân gỗ, đứng nhìn nhau hết rồi đấy. Rồi lên đầu máu. Ra thêm ruộng sang trung đạo mới rồi. Trong 9 giờ bỏ vàng lên, nâng đào vàng lên thôi. Tham lai đơn số là 112 đến đối thủ anh Huy. Đầu 2 đang đụng mặt này kệ, mặt này không lọt, không sợ. Rồi ra bắt nó đi. Ok. Cho 5 con lên nhà nó. Này, mong. Và như vậy là xe nó muốn đi một kích lên nhà màu 3. Xe chạy ra kia, quá. Quá. Tạm quả đi, chỉ cần nắng thì xe lòng bắt đầu lao vào. Nhiều gỗ quá cụ ơi. Bỏ từ tân gỗ này, đấy đào bên nhà xẻ luôn, đào vàng bên nhà xẻ luôn. Tham lai 112. Xẻ đang thúc giục Huy đào nhiều vàng lên. Gỗ thì rất nhiều đi từ anh Huy rồi. Nó ăn lắm gỗ này nhỉ. Đào vàng lên 4 thôi. Đấy, tiện tay thừa gỗ đóng luôn ca mới luôn. Rồi bắt hết tân cung màu 3 đấy. Đấy vàng đầy đấy. Bắt nó đi. Xong mạnh dần ra để ăn vàng đấy rồi. Chỉ mình vừa chạy nên tí nó quấn thêm ruộng. Tham lai 126 trên 132. Như vậy bò 2 lại ra quản cái mỏ quả này. Chim sẻ sao đôi bạn chỉ ăn với đống sẻ bên vỉa vỉa ngoài này cay thế nhờ. Và đôi bạn quản sẻ rất gắt và có một tần đi quần nữa từ bò 2 mặt giữa anh nhà. Tham lai đơn số là 125 đến từ cái thủ anh Huy bắt quân đôi bạn thôi. Bán đuổi ra tầng này đấy. Triệt để BK đấy từ anh Huy. Rồi bắt quân sẽ long thôi. Vì rất đông quân ở trận đấu này các bạn có thể thấy. Số lượng quân cực kỳ đông đến từ cái thủ anh Huy. Tham lai là 120 dành cho em với bài đấu này. Sẽ chốt ở sắp em đồ cái. Rồi Huy phải e đây rồi, không chạy được đâu. Chạy hộ cái anh Long ơi. Xin anh đấy, kinh 4. 120 và kinh 4 thành công đến từ anh Huy ở phút thứ 40. Rồi cho dân đóng ca đi ăn gỗ đi, để con lên đạp đôi. Hãy đánh hot thôi nhở. Đánh, anh nghĩ là em đánh hot là đội bạn cũng đã dậy nảy lên rồi. Tật đánh hot cho nhanh thì bắn đi. Đó. Sẻ như không hồi được, đang xin Huy vào trong nhà vẽ ruộng cái tham 24. Xong dân ở nhà chính rồi, mặt giữa xong dân nhà chính rồi anh nhà ấy đi. Bên kia 1600 vàng thôi. BA tiếp theo. Kìa. Yeah. Bỏ nhà. Rồi bạn không dám vào rồi. Nếu mà xác định đánh hot thì bỏ tân dân này sang nhà mặt nhà sẽ ăn thêm bỏ vàng nữa luôn. Hai nó vào kìa. Rồi bạn vẫn đang ốp Huy để cho Sen Long đào vàng lên 4. Sen Long đang đào được 600 vàng rồi. Lượng quân của Huy vẫn là rất đông nhá. Và nó
tổng ca bên ngoài cho bạn biết lên 4 nó đi ốp còn gì. Và nó vẫn ốp Huy. Tạm lại là 114, Huy không đi quân ra ngoài được. Đứng trên con dốc này thôi, lên 4 xong rồi, Mr. Hot đứng tầm xa. Đen BS ra luôn rồi, lên cái tầm xa. Bắn. Nó ít hơn em mà sao em chạy xa thế nhở? Xong cho nó trận. Rõ ràng cũng hai kích, nó cũng kích rưỡi. Đấy. Quay cả hai kích lại thì nó cắm đầu cắm cổ nó chạy thôi chứ. Rồi bung nhà chính ra ăn thêm vàng. Đây có 1000 thịt đây, cho 500. Tham lai là số là 120 đến từ cái chủ anh Huy. Rồi, đây. Ông cầm kích này đi, chạy sợ chạy mất dép ra rồi. Thiếu bớt cung đờ mà nở hot đi thôi. Bán. Ok. Vâng, sẽ là chiến luận cho Huy nâng giáp. Có luôn. Bơm chuẩn lắm, yên tâm. Đi vào cái mặt đấy không ôm nó đâu. Đã cứng rồi. Đây, không gian vàng nhiều hơn đấy anh Huy. Hot đang nở ra. Sẽ có quân không? Đây, đang ôm vào mặt này của đội bạn. Đây, vàng đối phương đây, bắn đi. Đây, bắn nè. Nào, anh Long anh đỡ đi. Huy bắt đầu thể hiện độ fair play của mình với những tình huống đi quân. Lao vào nhà đội bạn như chỗ không người. Bởi vì đơn giản chúng ta là hot, đội bạn chỉ là cung R đời 3 thôi. Sẽ lòng chưa lên 4, ui dần nhiều thế. Bán. Vâng, ai? Đang gì đấy nhà, Sen Long được rồi, Sen Long vừa lên 4 xong. Dàn vào trong đi thì hot mới vào được. Bán thôi. Đấy, dân đầy đây. Rất nhiều dân Sen Long bay nhà tầm này nhưng mà 3 còn nhiều dân sẻ chắc hồi được và sẽ bơm đồ Sen Long được. Bây giờ Huy phải dí sâu bên trong. Và tràn lên trên dốc nó phải đi một tơn vòng ra mặt BA, đúng rồi. Huy đi tơn quân vòng ra mặt ngoài BA, đội bạn là rất chuẩn chỉ đấy rồi. Đấy, xả đi. Trong nhà, ôi thôi. Nó chặt gỗ vào nhà, em sai tôi rồi. Chết tao rồi. Hỏng rồi. Cháy nhà anh em ơi. Kill. Ai gọi 114 hộ tôi với. Thôi thì tiện thì gọi luôn cả 115 luôn đi các cụ. Tham lại 106 đến từ game thủ anh Huy. Chết tôi rồi, ứa nước mắt ra rồi. Và ốp nhà xe lòng từ này mà không ốp được nữa là cũng đau đầu đấy anh em ạ. Nó chặt gỗ vào nhà em dài tôi rồi. Đây là cung đờ của người cầm màu 3. Chảy hết cả nước mắt rồi. Khoanh ruộng theo kiểu đít map đến từ anh Huy. Rồi xe lòng không còn gì ở nhà với những nhà BA đây rồi. Ốp được nhà BA cái phủ xe lòng và phải đi xem là đội bạn vẽ ruộng đâu hồi ở đâu. Trong nhà vẫn còn một vài cung đờ nữa đội bạn và đang có hot đứng bắn đây rồi. Nhanh tay chỉ lại cái ruộng này cái. Giờ làm sao để cho Huy mọc thêm cái tay nữa ra. Một tay sóc quân, một tay điều quân đi công, một tay ở nhà vẽ ruộng nữa thì đẹp. Bỏ đây chỗ đội bạn. Đây ruộng màu 2 đây, đội bạn còn ăn chanh vàng với Huy. Huy còn 1600 vàng nữa, gỗ vẫn 1000. Bỏ xem dân ăn gỗ đâu mà quấn nhanh cái ruộng mới đi. Rồi ra lại ruộng, đây bo bê bê đây rồi. Cày thế nhở, sách cả dân lên chặt gỗ vào nhà Huy. Vàng của đội bạn đây. Bắn đi. Vâng, bắn quả vàng màu 2 nữa. Và đội bạn đang xong rất nhiều dân. Rất nhiều dân dưới Sen Long này, ui. Nhưng mà Sen Long vẫn có những tình huống cơ cấu phải nói rất kinh điển đúng không anh em? Nhà lại bị màu 3, bắn màu 3 đang hồi quá khỏe trận đấu này. Tham lai đơn số là 86. Màu 3 thông tin từ chim sẻ nắm báo về là không cửa lên 4 nhưng quân là cực kỳ đông. Bơm gỗ cho game thủ chim sẻ thưa anh Huy khi mà đang thừa gỗ. Đang đấu hot với người cầm màu 2 và đấu cả cung đờ màu 3. Bắn đi. Tham lai là 84 thưa anh Huy, nó lại chặt gỗ này. Cày ghê. 7E. Vâng, hot chưa nở ra vậy đi. Ôi không, vậy xong mà vẫn vào ạ. Trẻ ơi, chạy em ơi. Trẻ. Tham lai là 83 đến từ cái thủ anh Huy. Cũng ra ngoài ăn vàng. Vàng chỉ còn 400 đến Huy, tôi chuẩn bị lên 4 nhưng phải sóc cung đờ đến nơi rồi.
Trong nhà vẫn còn quân tầng 3 đấy. Vi ơi. À đây, hết rồi, ok, vừa hết. Vừa thấy nhấp nháy bóng màu 3, bây giờ mới hết rồi. Vâng, bây giờ mới đi bắn màu 3 đến từ game thủ anh Vi. Quản được vàng rồi bạn ơi. Rồi ra bắt hot màu 2. Và màu 3 thì thông tin bảo vệ không cửa lên 4, nhưng quan trọng là Huy phải đẩy được. Đội bạn đang rất đông cung R. Màu 3 bắt đầu đào vàng lại rồi, Huy đang đẩy màu 3 đây rồi. Còn thế trận như thế này sẽ có hồi được không? Sẽ tham lai 58 rồi, đang hồi rất mạnh rồi, toàn dân rồi. Không có quân gì nào, ở đây có quân đây. Màu 2 nãy giờ vẫn đang bị sẻ tỉa tót. Rất khó chịu đến từ chim trẻ với một vài đơn vị cung R của mình. 3 đến 4 rồi à? Cái gì? Chết tôi rồi các bác cụ ơi, thằng 3 nó cũng lên 4 rồi. Vâng, tham lai 91 đang ngồi giữa ruộng màu 3. À, bạn đã bung ra ăn vàng đây. Màu 2 thì bị xẻ quản liên tục rồi. Đây là dân màu 2 nữa. Vâng, xe long hồi khắp mọi nơi. Bất kỳ chỗ nào có đất bằng phẳng là đội bạn hồi. Và chết ở màu 3 này còn đang đe dọa chúng ta bằng một bài đánh đạp đôi các bạn ạ. Tôi thấy là sập đơn ra rồi đây này. À đây cũng chắc là những con sập đơn mà đội bạn lúc nãy muốn lọt nhà Huy để xin sập đơn ra. Đấy vàng kìa, nhìn thấy mỏ vàng trên bản đồ này. Đây BL đội bạn đây. Huy đang chưa bung được nhà chính ra để có thể ăn vàng ở đây. Tham lai 92 từ anh Huy. Đẩy mạnh lên nào, đẩy nhanh lên nào. Đẩy khét lên em ơi. Em phải cho dân ăn lại gỗ đi nha, không tí là không có gỗ làm gì nữa đâu đấy. Bởi vì dân gỗ của em vừa bị luộc rồi, đúng rồi. Đấy đẩy ông 3 đi. Ít quá, bây giờ không đẩy được. Chỗ này chưa được 10 con. Đó, rồi BL đó. Mẹ nó đu chặt gỗ nhà Huy để nó đi chuột sọc đơn vào. Và ra đốt được thì tốt. 97. Đây nhà màu 3 đây. Đoàn bò BB, có máu 2 cũng hồi cả bên này nữa. Rất nhiều cơ sở đến từ đối phương. Tham lai là 99 dành cho game thủ Huy Sứt ở trong trận đấu này. Đang lao vào nhà của đội bạn, đó là nhà màu 3. Bắn đi. Cảm giác cái hai Sen Long với cả cái anh vô địch hồng này là gọi là ỉa hết cả ra quần rồi đấy các bạn ạ. Không có gì cả. Huy nó bắn cho này. Không là dãy nảy lên rồi. Có điều là bạn nhiều tay hồi quá thôi. Mỗi chỗ một tí, mỗi chỗ một tí. Giờ màu 2 lại đi công nhà Huy. Tụ hoa lại. Nó hồi ở khắp mọi nơi mà. Huy bắn liên tục đây. Đấy ra bắt màu 2 đi. Cẩn thận nó quản vàng của em sao kìa. Màu vàng bên giữa nhà. Đấy chạy đi. Hai nó ít quân lắm luôn đấy. Màu 3 cũng ít quân luôn. Có điều là tham lai là 1 lít đến từ game thủ anh Huy. Đạp đôi nó vào kìa em ơi. Xé chạy ruộng đi. Tham lai là 95 đến từ game thủ anh Huy. Kìa gặp dân đúng kìa. Ui dồi nhiều dân thế. Ba chuyển đánh đạp đôi các bạn ạ. Giáp 6 em ơi, giáp 6 em ơi. Ôi không có lực để xong hot ra đã. Đấy bắt đôi đạp đôi này đi. Ông bảo anh em làm lại ruộng đi. Tham lai là 85 dưới game thủ anh Huy. Rồi bắt đôi đạp đôi này. Tham càng đánh thì vẫn càng đè thì chúng ta thôi. Cố gắng kín lại nhà đi. Đừng giáp 6 lên được không? Không có thực, từ từ. Bình tĩnh. Đang cơ cấu lại ruộng. Sẽ lên giáp 6 nhưng mà phải đợi thực đã. Bên kia có cái gì đâu. Bình tĩnh thôi. Vâng, giáp 6 được nâng cấp đến từ anh Huy rồi. Nhìn vàng trong người đấy, đấy bắn nhà nó không có cái ruộng nào. Ừ, đang rồi đợi gỗ. Đây, kín nhà. Rồi. À, như vậy là bạn lại đục mặt sát mép 12 giờ. Trong nhà vẫn còn hot ở trong nhà ấy. Mặt 6 giờ đấy. Cho 4 con đứng đấy thì bố bảo nó không dám vào. Nó làm gì có nhiều đạp đôi đâu. Ở đây Huy bo hẳn cái BB nữa cho nó chắc cốp rồi. Đấy vào đây. Một lần nữa là bắt hot. À xin lỗi, bắt đạp đôi đội bạn. Đáp 6 đã có từ cái của anh Huy rồi.
Rồi, chạy bán. Còn có 6 con đạp đôi này. Mày như nào? Mày như nào? Mày như nào? Mày như nào? Xin cái tuổi luôn. Rồi, đưa hót ra bo kín nhà của cụ nhá. Bo luôn. Đưa ra bo luôn. Đây là những con đạp đôi tới cầm màu 3 bên phía các bạn. Bạn yếu nhớt thôi, chẳng có gì cả. Tạm lại là 80 tới thủ Anh Huy. Đây là máy của thủ chim sẻ. Sẻ tham lai đã rộ 50. Đang bắn vào hai tết tè le ra đây. Và 45 thì chim sẻ đang lấy cung R ra bắt hot của Sen Long. Sen Long nhìn thấy cung R sẻ chạy mất dép. Đấy các bạn, đấy đôi bạn không có gì cả. Nhìn thấy cung R nó chạy rồi. Không làm gì cả, vì sức thì rất là, vẫn rất là khỏe rồi. Đốt L màu 3. Đã kín đâu? Đấy, bây giờ mới kín. Lại là ở con số là 92. Đây, nó hồi kìa, nó hồi kìa. Đấy, ruộng nó đấy. Đã bắn ruộng luôn. Đấy. Ôi giời ơi, các cụ ơi. Chúng mày chết. Mày này. Mày này. Quýt chưa? Quýt chưa? Có phải biết anh Huy là ai chưa? Ông vua lủng nhà đây. Tạm lại là 94 lên cho game thủ Anh Huy. Chúng tôi cười ra nước mắt với em dài. Đáng ra ruộng. Không là các bạn, nói thật các bạn nhìn thấy thôi, các bạn thực chiến khó lắm. Chân tay kiểu buộc kết vào nhau nó thế. Đang một lít. Sĩ Yamato giờ cứ ngồi sau để cười đều thầy này, mày hơi láo rồi đấy. Tao thấy mày ngồi cười hơi nhiều đấy sĩ nhá. Chém rẻ cứ ngồi sau để cười vi sức anh em ạ. Mặc dù tốt đi sức làm sư phụ. Hôm nay là 103 dành cho cái bánh vị. Này thì chắc là kín nhà rồi. Là kín nhà rồi. Đây là xe. Đây. Và 7E để có thể bắt dân xe lóc. Xe lóc chạy kiểu gì này. Chạy này, chạy này. Sạch như chùi. Còn một con dân nữa. Hôm nay là 34 đến từ cái bụng chim sẻ này áng. Và đây là cơ sở của game thủ Sen Long. Bây giờ thì vẫn có một cái khoanh ở 6 giờ đây, game thủ chim sẻ tham kiểu. Ôi, cái tham lai của Huy Sức nó to theo kiểu mà to như cái bụng của nó luôn rồi. To không biết đường nào để miêu tả nữa rồi. Một bạn vẫn cố đánh rồi đánh cái gì nữa hay là này nhá, đừng tưởng là ông vua lục nhà mà các bạn cứ dựa vào đấy các bạn đánh nhá. Không được đâu, đây kín rồi. Ba lại khung nhà, mặt này để lại làm ruộng ở nhà. Đây, ruộng đội bạn đây. Bây giờ chán bắn dân đối phương, giờ chuyển sang đốt ruộng. Đấy. Bây giờ đạp đôi đội bạn lại đi. Đi đâu? À. Không, có 6 con này thì không bắt được hot của Huy. Huy 7E bắt được luôn. Chơi. Đây, lại mất ruộng đến cầm 3. Sao các anh vẫn đánh ra đây cái gì nhở? Cày ghê. Tham lai 120 các bạn ơi. Thắng được trận này đúng không anh em? Thắng như là sao nữa. Anh em là tin là trận này thắng các bạn thì có số 1 trong chat được không ạ? Theo các bạn trận này chúng ta có thắng được không? Nếu như mà anh em tin là trận này thắng các bạn có số 1 trong chat cho tôi thấy. Anh em có đặt niềm tin vào anh Huy trận này không ạ? Tham lai là 121, 122 đến với anh Huy. Hot đứng kê nhà, hot đi quản 2 kích. Thôi đi thế thôi. Nó bắt được rồi. Chưa nghe thấy gì. Tập này thì chỉ có thể là... cừ. Sao lại nhiều anh em có một số 2 thế này. Không hiểu thua kiểu gì được trận này luôn đấy. Đây rồi, bắn đấy. Bắt đạp đôi đội bạn. Huy cứ đứng đây rồi. Ơ, có gì đấy mà sao con hót này lại chết nhở. Ai đi quạt vàng của Huy rồi. Không, nó cũng còn đứng đấy chứ sao. Cảm ơn anh. Đinh Nguyên đã gửi ra cái thủ chứng nhận đang trong một sao nhá. Cái em sẻ này thế bùi lầm bầm rất quả đi chạy đi kia. Nó bắn hết rồi. Bùi lầm bầm. Rồi đấy, đi soi tham thì thấy đấy. Tham nó to chứ mày mà trận này mày đừng soi nữa. Bây giờ em mà quyết tâm ra đây thì đúng là đấy em là số 1. Không ai bằng em nữa cả, đừng soi nữa. Không phải soi làm gì nữa rồi. Đấy, bắn nó đi. Soi tham rồi, thủ không cho soi tham nữa, soi tham giờ còn quyết tâm ra đây thì đúng là thôi. Lưu danh thiên cổ. Em được lưu vào sử sách.
bậc hàng gọi là động vật quý hiếm được bảo kê anh em hiểu không? À, bảo tồn chứ, xin lỗi các bạn, lại bảo kê. Rồi, đây rồi, thắng rồi các cụ ơi. Vì sức và vì sức đang đi ôm nhà nó thì lại thấy một kích cung nào vào ba ở giữa nhà, hóa ra nó thật gỗ nó vào nhà em trai của tôi. Vâng, đến thần kinh mất thôi. Vâng, chắc là chắc là tôi phải phải chụp ảnh quy sức để đăng bài lên thôi, như thế này thì chết giờ anh em. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo sau đây thôi. Vâng, đừng có đùa, ông vua lùng nhà đấy. Chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo anh em nha. 3-0.